Lần đầu tiên cầm được ống kính mới nhất của Sony 24 1.4, cảm giác thật là hay, tại vì nó quá nhỏ, không thể tưởng tượng được nó nhỏ và nhẹ như này, quá nhỏ và nhẹ và độ mở là 1.4. Này chụp thử thấy cái tốc độ lấy nét với lại cái độ nét thế nào? Tốc độ lấy nét thì không thể có gì để phàn nàn, quá nhanh và quá chính xác. Và đây là có đáng, tôi nghĩ là đây là ống kính là rất thích hợp cho những cho nhiều chủ đề, trong đó những bạn nào mà mê về street photography thì rất là tốt. Ống kính này nó so với mấy cái ống kính mà chúng tôi thường thấy là độ 1.4 thì thường rất là to, rất là nặng. Với đầu kính này thì Sony với thiết kế mới có thể nói cái là quá hài lòng, vì với độ nhỏ gọn vậy đó.